Tôi cũng không biết làm sao, nhưng mà nó bây giờ chỉ yêu cầu nó về để ký giấy ly hôn thôi, chứ giờ tôi không yêu cầu gì hết. Bây giờ yêu cầu về để chỉ ký giấy ly hôn là xong đó, chứ giờ tôi không cần gì hết. Cô có biết là con dâu đi đâu mà tự nhiên bỏ gia đình mình Không đi biết tại đó. không? Ui giời ơi. Mới cùng nhau hả? Mình chưa quên ha. Mới cùng mà đâu phải mấy chục năm đâu mà quên được. Cách sống nó mỗi người mỗi khác đó, Ôi như nó không giời. hợp nó Anh là rồi nghi chia nghi là có tay. vấn đề gì sai sai rồi. Thế vợ hay là vợ em lại không thích đàn ông mà thích con gái? Hả? Em không biết mà xui ra kia cười quá trời, một bà thì giàu một Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương phải nói là ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là hôm nay một ngày chủ nhật thì rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả các tỉnh phải nói rất xa để về đây, nhưng mà anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đây, tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin phép xin chào toàn thể gia đình mình nhé. Dạ, xin phép xin chào hai cô, xin chào em trai. Dạ. Xin phép là chào cô ngồi ngoài cùng này. Dạ, cô cho con hỏi là cô họ tên là gì? Cô Loan hả? Cô Loan nhiêu tuổi rồi? 73, 73 năm nay 51 tuổi hả? Dạ, mình nguyên quán ở đâu? Ở Hậu Giang. Hậu Giang. Rồi hôm nay cô đi cùng về đây những ai đấy? Với chị Xuôi với rể. Ừ, chị Xuôi là bà thông gia hả? Bà con rể hả? Rồi về đây nhờ anh em về giúp mình Dương tìm ai? Nhà tìm nhóm gái nó đi không gãy, thì về nó không về. Tìm con gái không? Con gái của họ tên đầy đủ là gì? Chú Huỳnh Diễm My. Huỳnh Diễm My hả? Xinh gái mà tên dễ thương. Con gái cô là năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1996. Ồ, 96 năm nay 28 tuổi. Quê cô là quê Hậu Giang hả? Cô được mấy người con rồi? Một đứa. Một người con hả? Có một người con duy nhất. Dạ. Thời xưa mà cũng không sinh ít vậy hả? Tại nghèo khổ rồi không có đẻ đâu. Kể chứ, mình nghèo nghèo sinh con này gọi là sau này mẹ con sinh nhiều thì nhiều con thì sau này con có trách nhiệm, hoặc là mỗi người phụ cha phụ mẹ một miếng, nhưng bây giờ có một mình con gái là sau này cũng lặng gánh. Vậy cô cho con hỏi là con gái cô lấy chồng lâu chưa? Lấy chồng hồi năm ngoái, hôm tháng 9, mùng mùng 2 tháng 9, cái nhận tháng 10 Tây á, là 14 tháng 10 Ồ, vậy là mới cưới đây năm đấy hả? rồi á. Mới được nửa năm chứ mấy hả? Ồ, con gái cũng lấy chồng trễ hả? Dạ. Con gái của trước đây sinh sống tại đâu? À, trước trước khi lấy chồng là sống ở đâu? Cũng ở đó luôn rồi Hậu Giang hả? đi lên Bình Dương này làm nước. À, gia đình về Bình Dương làm việc hả? Làm Quê nước. thì Hậu Giang, Quê gia đình mình về Bình Dương làm việc. Hậu Giang. Con gái bỏ đi đến giờ phút này là bỏ đi hoặc mất tích từ lâu chưa cô? Bữa thứ hai thế này mà điện liên lạc được, mà khi khi nghe được khi khi nó không trả lời kêu về á, thì nó nói cho nó thời gian bây giờ cần thiết cho nó về, đặng mà nó ra tòa ly dị với chồng nó là thôi, chứ không ép buộc nó gì hết. Nó về nó ly dị đi rồi nó muốn đi đâu nó đi. Hiện nay là con gái cô chắc chưa có con hả? Chưa. Ồ, mới cưới được nửa năm mà. Cô có biết là con gái tại sao bỏ nhà đi không? Thì nó nói là nó không hợp với chồng nó, thì do ổng thì có khuyên nói thôi vợ chồng này gà thì có cái gì đâu, thì hàng gắn lại rồi nó nói là nó không hợp, nó không ở. Rồi tự nhiên cái bữa đó nó gom đồ nó đi làm, cái nó ủi sao con đi làm mà con xách đồ hai ba bộ làm cái gì, nó nói con đem cho người ta gọi là xách nó đi luôn. Lúc cái Nó nói sau lúc cái cô biết luôn hả? biết chắc sáng thứ hai tuần rồi Vậy là ở chung luôn hả? á, ở chung trọ luôn với chung chồng nó luôn. Ồ. Rồi mới nói là con đi chợ đi ăn gì không, đi chưa mẹ đi chợ vậy làm đồ ăn nghe, nó nói mẹ cứ làm đi, chưa con về con ăn cơm. Xong chưa cái 10 giờ mấy nó điện, nó nói là nó ăn thiệt chia tay trong công ty, nó không về. Rồi thôi nó thôi chị chiều con về nha, về làm chở mẹ đi khám bệnh. Xong rồi nó nói ừ đã là chiều, cái 5 giờ rồi mà gửi cái nó mới điện, nó nói là con đi làm ăn rồi mẹ đừng có kiếm con. Con cô làm công ty ở đâu? Bình Công Dương lâu chưa? ty Bình Dương cũng lâu rồi, cũng 9 năm rồi. Ồ, 9 năm là thời gian rất dài. Công Mà bây giờ bỏ công ty ty luôn hả? ở nghe nói Ồ. là hỏi người ta thì ta nói nó xin đơn nghỉ việc rồi Ồ. trong bữa đó luôn. Vậy là Hai nếu tuần như vậy rồi. là xin là từ trước rồi đó. Chứ không phải Không, là hôm đó đâu. tuần rồi vô xin luôn. Ừ. Vô Xin cái là làm nó sao nói người ta công cho nghỉ việc ngay ấy nhà có hả? chuyện gấp, cũng như nó nói nhà có chuyện gấp á. Đó là chỉ xin nghỉ tạm thời thôi chứ chưa phải xin nghỉ hẳn. Thì mình không có biết đó, mình chỉ nghe là trong công ty ta nói Hoặc nếu không đã nghỉ rồi thì như thế này là có thể là xin lâu rồi. Giờ này người ta có quyết định hôm đó là nghỉ luôn. vậy. Mình không có biết, không có gặp nó. Con gái cô đi hôm đó là ngoài đem theo quần áo, có đem theo xe và điện thoại hay Có tiền vàng xe bạc điện thoại, tiền thì của nó thôi chứ nó không có lấy của nhà, với đeo công nghệ tiền nhà 18 gần 4 chỉ không? với đầu bông thôi. Quần áo là đem đi hết luôn hả? Không, em có hai ba bộ mà. Xe là xe gì cô? Xe Vision đỏ, Vision màu đỏ. Biển số nhiêu cô biết không?
không biển số mang biển số Hậu Giang hay ở đâu? Hậu Giang. 48. Số bao nhiêu đuôi? 48 đuôi. 48 đuôi, xe màu đỏ. Vision. Màu đỏ đâu. Xe này mua lâu chưa cô? Mua lâu rồi, mua rồi 15 hay gì đó nhá. Vậy là cái xe này cũng lâu rồi, cũ rồi ha. Vậy là con gái cô trước đây là từ hôm cưới giờ phút này là cô có thấy là than phiền hoặc là chia sẻ là không hạnh phúc không? Không có chia sẻ gì hết trơn, nó chỉ nói là nó buồn, nó tăng ca, nó xuống ca mà nó nói tăng ca, nó đi chơi rồi hỏi sao con, chỉ nói con buồn, nó buồn gì mà vợ chồng có gì đâu mà buồn. Nó nói nó buồn, nó khổ. Ồ. Vậy là con gái cô lên tăng ca và xuống ca nhiều khi là cũng không biết. Không biết luôn hả? Không biết được, tại nó nói sao mình nghe vậy. Chứ thực sự là nhiều khi đi làm này bảo không mà không thì bảo có, mình cũng không biết được. Không biết. Chắc chắn là nên là có vấn đề gì nó bất thường rồi, con gái cô mới bỏ nhà đi này. Nó giờ yêu cầu chỉ nó về thôi, nó về đặng nó ly dị với chồng nó thôi, rồi nó muốn đi đâu nó đi. Nói, mình làm đám cưới lớn không cô? Đó. Hôm đám cưới lớn không? Cũng lớn ở dưới quê, làm dưới quê. Vậy là cũng đăng ký đàng hoàng hả? Có đăng ký kết hôn không? Đàng hoàng. Chính thức là vợ chồng luôn hả? Đúng rồi. Rồi cảm ơn cô nhé. Rồi con chào cô bên cạnh, cô là mẹ của em trai ở giữa hả? Cô là bà Suy Gia hả? Dạ, tôi là mẹ chồng. Cô cho con biết là cô tên gì? Tôi tên là Thị Ngọc Hoa. Cô Hoa hả? Cô Hoa nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1968. 68 Mậu Thân. Năm nay là năm 7 hả? 56 tuổi hả? Cô nguyên quán ở đâu? Hậu Giang luôn. Cô cùng quê luôn, hai bà sinh ra cùng quê hả? Gần nhà đúng rồi. Gần nhà luôn? Vậy là hai bà tình đẹp nha. Tình đẹp muôn thuở. Bây giờ thì dù gì thì mọi chuyện này cũng chưa biết sao. Nhưng mà nếu mà hai bên mà hai em á mà bây giờ nó còn thương nhau hay là nó không thương nhau nữa thì dù gì mình vẫn là hàng xóm tốt đẹp. Đúng rồi. Đúng không ạ? Chứ bởi vì cái chuyện này là không phải chuyện của hai mình. Đứa nhỏ nó có đúng không? Tay chăng nữa thì tình xưa gia thì cũng đúng không ạ? Bởi vì mình không có vấn đề gì cả, mình hai bên là nó không có phải là do mình. Do các con mà. Phải không ạ? Rồi cô cho con hỏi này. Cô hôm nay về đây, con trai về đây cùng con trai bà Suy Gia về đây nhờ anh em chị Bình Dương để tìm con dâu. Cô có biết lý do tại sao mà con dâu cô đột ngột bỏ nhà ra đi vậy? Cô cũng không biết làm sao, nhưng mà nó bây giờ chỉ yêu cầu nó về để ký giấy ly hôn thôi. Chứ giờ tôi không yêu cầu gì hết. Bây giờ yêu cầu về để chỉ ký giấy ly hôn là xong đó. Chứ giờ tôi không cần gì hết. Cô có biết là con dâu đi đâu mà tự nhiên bỏ ra gia đình mình không đi? Không biết. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Tại vì tôi cứ tới giờ tôi nó làm gì nó làm, tôi không có mà mình có cảm giảm hay có cằn nhằn hay là có không hài lòng với con đâu, dâu gì không? Không có gì hết trơn á, mà tôi nó qua nhà về nhà tôi rồi muốn đi đâu đi, nó muốn làm gì nó làm mà không hay nói tiếng nào luôn. Gia đình mình là lúc mới cưới đến giờ phút này là có quý mến con không? Mình có ghét không? Đâu có nói chuyện gì nhiều đâu, không có hết. Nó cứ về nhà tôi là nó bỏ nó đi chơi hoài. Đi làm ở thành phố. Rồi nhỏ gái thì lên đây làm ở Bình Dương này chứ. Coi là cũng rất mẹ chồng con dâu ít ít khi gặp nhau ha. Dạ đúng rồi, có dịp Tết. Chỉ có dịp Tết thì vậy thôi. Vậy là mỗi Tết rồi nó có thể là gặp nhau được vài ngày ha. Đó đúng rồi. Đến giờ phút này là gia đình mình có biết là con dâu đi đâu không? Mà Tết về nhà tôi cũng ít có gặp nó nữa, chỉ sáng là nó kêu chồng chở đi đâu không biết, rồi tối về. Rồi chỉ thưa mẹ con mới về rồi vô ngủ, rồi sáng đi đâu đó không biết, tối về. Cô thấy con dâu thời giờ nó ngộ ghê ha. Đúng không? Nó khác với thời các cô hả? Đúng rồi. Thời các cô là con nghe được, con muốn đi giờ nào đi, nó muốn về giờ nào cũng về à. Chứ giờ thì đâu có làm dâu làm con. Đâu có dâu con gì nữa. Thời cô là sáng ra là con nghe được một số các cô lớn tuổi ấy. Nói là sáng phải nấu nước trà, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, rồi bắt đầu mới xay lại nấu cơm, nấu cơm rồi mới giặt quần áo. Xong ăn là phải ngồi đằng trước là bới cơm cho từng người một đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, ăn xong rồi đi rồi rửa chén. Cơm cho từng người qua cái dòng chồng gì nè. Đấy, ăn xong rồi ngồi canh đó, đúng để rồi. Mọi người ăn xong là mình đi rửa chén. Rửa chén, dọn dẹp. Mà có thể là ăn nhậu là mình phải ngồi riêng. Mình không được ngồi chung với lại một số các anh trai đàn ông hoặc là các chú đúng không? Không biết, không ăn nhậu. Cô không ăn nhậu hả? Đại loại là con dâu thời xưa khác thời giờ con ạ. Của đúng không? Thời giờ là sướng rồi. Phải không ạ? Thời giờ đôi khi là có nhiều gia đình có thể là mẹ chồng ấy phải nấu cơm hoặc phải giặt giũ. Bây giờ ông già chồng nấu cơm không à? Đó. Đấy, thời giờ nó khác vậy. Giờ ông già chồng về nhà là ông già chồng nấu cơm sẵn sàng không à? Nhưng mà thời mỗi thời nó một khác của.
nó mỗi một thời điểm năm nay này là nó nói chung là con người ta dần dần nó hiện đại hơn rồi, nó không còn phong kiến giống thời xưa. Thời xưa gọi phong kiến thì ai cũng giống ai, thì buộc lòng là đều tuân thủ mệnh lệnh đó, cũng các khi đi bộ đội mà chín ông này nghe này cái ông này phải nghe rồi đúng không ạ? Thế nên là vì vậy cho nên là cô đôi khi là trước cũng làm một trong những trường hợp như vậy, nhưng mà thời giờ là hoàn toàn là người ta con dâu bây giờ nói chung là bây giờ người ta sướng lắm cô Đúng rồi, đó, giờ mà đâu có giống sáng con ra là ngủ dậy là đánh răng rửa mặt là chở nhau đi ăn đi đi uống ăn đi đi làm uống việc rồi thôi, đi chơi muốn làm gì làm tối về gặp à. nhau chào hỏi nhau mẹ chồng con dâu có thể là chào Rồi hỏi nhau một xong hai rồi câu mà xong, mà thậm chí nếu mà vui thì con về, mà buồn thì có thể con ở trọ đúng không? Con nói chuyện đúng không cô? đúng rồi đó Vui thì con về con gặp bà con chào bà, mà buồn thì con ở phòng trọ luôn, con khỏi về nhìn mặt bà luôn đó. Thực sự là cũng cũng mỗi một thời khác thôi, thì bây giờ thì mình phải chấp nhận theo theo thời thế đấy cô ạ. Vậy là đến giờ phút này cô hoàn toàn không biết con dâu tự dưng hay lý do làm sao bỏ nhà đi. không biết đây vậy nó bên đây với tôi chỉ yêu cầu nó bây giờ nó đi rồi mà bây giờ yêu cầu nó đi về sớm, đi về gấp để ký đơn ly hôn. Về gấp luôn. Đúng, Vậy là con dâu cô đi mới có mấy ngày mà mình phải về gấp vậy à? thứ hai Mới thứ hai, hôm nay mới chủ nhật đúng à? tuần rồi, bây giờ hai lần phải nói chung là phải cho nó về gấp để ký đơn ly hôn, hai tại vì tuần nữa đứa về nào đi cũng được lớn không? tuổi Mất công chưa. đi thì đi cho thoải mái, thì mình về để nhà về lần sau là mình không đi nữa được Không không? về đâu, tình hình này không về đâu, Sao cô biết tình hình không về đâu? thì cho mong cho nó về đi rồi ký giấy gì đó rồi muốn đi đâu Khổ nó thật. đi, thằng này không ép buộc gì hai nữa, gì hai bà là trước khi nữa hôm nay trên á, đây là cộng đồng mạng hai hai bà xui để nó ra, sợ về rồi mình bắt nó hai bà nói xui ra là trước là khi là hôm nay là đi cùng với con trai á, là về đây là trên xe là mình đã hù ý là nó không về đâu, không về nó không về đâu, đâu. Mình có bàn với nhau vậy không? không mà nói chắc chắn nó sẽ về, tại vì Chắc hôm ngày nó sợ mình làm này làm khổ kia, thật. nó muốn về Về rồi tôi nói chị nó về rồi một lúc nó cũng sẽ đi Hôm nữa, cưới nó là hai bà đi xui cũng phải ra. về đi rồi nó chấp nhận thôi, rồi xong rồi cứ việc Đúng nó đi, rồi, về cho nó đi đi về mình sẽ cho nó hứa từ đi. cộng đồng mạng như vậy, Đúng cứ việc cho mình không ép nó nữa, là hoặc là rồi, không mình có không bắt nó ép để làm nó. gì thì để hứa đây, nó nếu nó có coi trên clip nó có thấy thì đi về. Khổ. Hôm cưới là hai bà xui ra là có cầm ly rượu cùng nhau không? Ôi giời ơi. Mới cùng nhau hả? Mình chưa quên ha. Mới cùng mà đâu phải mấy chục năm đâu mà quên được. Đó, hôm nay vui ha. Nhưng mà ai ngờ niềm vui thì cũng không được mấy hả? Đúng thật, Mà rước chán dâu cái tôi đại hạn cái rước dâu mà tôi cứ bức xúc hoài, rước dâu mà cái cô dâu phụ á, nó cứ chen không xe mà nó leo lên. Cái đó mình bỏ qua đi, cái yêu cầu là nó đi về đây để mình giải quyết cái chuyện này thôi, còn cái chuyện nó đi hay không cái quyền đó là đằng này không ép uổng nó Đúng nữa. rồi. Nói chung là hiện nay là hai bà xui ra, mẹ chồng và mẹ Cái ruột, chuyện đó mình không có nói và hoàn toàn không cộng ép đồng mạng. con muốn đi đâu đi, mà muốn ở với ai ở, nhưng miễn sao Đó phải là quay nó trở về thì đó nó trở về nó yêu thôi cầu đi nó trở về, yêu đúng cầu không? nó về nó ký ký đơn là ký ly dị, Ký đơn là gì? rồi nó Đúng muốn rồi, đi đâu nó nó muốn đi đi đâu đi làm gì bây hàng giờ dù ngày gì á. thì hai bên thì cũng một thời tôi gọi là tình thông gia một thời, nhưng mà còn may mắn hơn nhiều người khác là hai bà xui ra gần nhau cũng hiểu chuyện. Cái đấy thứ nhất, cái thứ hai là hiện nay là hai gia đình chưa có gặp khó khăn trong vấn đề con cái là nuôi các cháu, vì bây giờ là nó cũng không có gì khó khăn nhiều đúng không ạ? Chỉ hai bên chia tay nhau đường ai nấy đi, và sau này tôi và bà vẫn là hai người bạn tốt Đúng rồi, đúng không nhỏ thôi chứ ạ? người lớn người, mình đâu người có gì lớn đâu đâu, có dính ép líu đâu, chứ có đâu có đâu lòng có nó gì đâu, đâu mất lòng đâu mà. Vậy là bây giờ chỉ yêu cầu là con về. Về đó đặng ký giấy đi, nếu nó không thương thì cứ viết đi vậy vậy đi. Rồi bây giờ em cho anh hỏi này, em họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Tấn Kiệt hả? Anh nghe tên quen quen. Nguyễn Tấn Kiệt. Kiệt nhiêu tuổi rồi? Em 29 rồi. 29 hả? 28. Em là có sống chung với mẹ ruột không? Ít rồi. Ít hả? Vậy là hiện nay là em ở chung với mẹ vợ và con và mấy vợ ha? Là mới ở chung mới tháng ở mấy chung này. Không Tháng mấy? Tết Mà là mới từ Tết hả? Tết vừa rồi là ở quê. Quê ở dưới Và gia đình mới lên đây. Em có làm chung với vợ Không. không? Làm cái gì? Em làm công ty gì? Em chẳng là làm bắt TV anh. Bắt TV hả? Sinetai. Em làm đây trước hay vợ làm trước? Trước đây á? Vợ là vợ làm trước mà công ty khác. Em quen vợ trong cái tình huống nào? Quen hợ, vợ lúc ở quê. Biết nhau từ quê hả? Thế nhìn cô ta là đẹp đẹp xinh xinh hiền hiền nên là mình làm quen hả? Hai người yêu nhau lâu không em? Cỡ quen thì cỡ 6 năm mà có tình cảm thì cỡ 5 năm. Ui giời ơi. Lâu vậy. Người ta quen nhau mấy ngày là tuần cưới quách rồi. Năm sáu năm luôn. Tình yêu này là chắc chắn như này, là lúc yêu nhau là anh hứa anh thề là chắc chắn đấy đúng không? Vì lâu quá làm gì còn gì không hiểu nhau đâu đúng không? Bởi vì một cái cuộc tình, một cái cuộc hành trình 6 năm gần như là người ta có vợ có chồng mấy đứa con này em.
mà em này hoàn toàn là mới cưới được có mấy tháng. Em thấy cái tình cảm vợ của em ấy dành cho em từ khi cưới đến giờ phút này so với cái thời điểm yêu ấy, nó có khác nhau không? Nó nói chung là nó cũng hơi khác. Khác là khác những cái gì? Khác theo em nói chung là cái thời gian mình đi á thì nó hỏi nhiều. Mà hồi hồi sống gần á thì nó ít hỏi. Sống gần ít hỏi. Nó không có quan tâm luôn. Cái thời gian sau cứ rồi hỏi đi đâu hay nó cũng biết hết. Ồ, kỳ vậy. Yeah. Biết hết luôn hả? Yeah. Ồ. Giờ thì muốn nó về thì làm giấy tờ rồi về ký ly hôn rồi cho cha mẹ đừng có. Sao sao mình không kêu vợ để về để sống tiếp mà lại phải ly hôn? Giờ vợ nó muốn, chị nói vậy đó, nó vợ bây giờ là chiều theo ý vợ. Vợ em từ hôm đi đến giờ phút này có nhắn tin báo tin cho em là vợ đang ở đâu không? Không, chặn em hết. Chặn luôn, kỳ vậy. Sao chúc lúc trước yêu ấy, anh hỏi này. Khi yêu nhau mà 5-7 năm liền ấy, là hai vợ chồng em đã từng chặn tin nhắn hoặc chặn Zalo hoặc là chặn nhau lần nào chưa? Trước đây có chặn không? Trước có chặn, có... Chặn xong mở lại hả? Chặn rồi nó mở lại, chặn nói chung là dặn như là nó xóa bạn thôi, nó không có chặn. À, xóa bạn hả? Xóa bạn em có nhắn tin được không? Xóa bạn nhắn tin được. Ừ, thế thì xóa bằng không làm cái gì, đúng không? Xóa là lẽ ra là xóa là không nhắn tin được. Nhưng mà xóa vẫn nhắn tin được là vẫn có cơ hội đúng không? Chặn hết. Bây giờ là chặn luôn. Chặn hết. Bây giờ là xóa xong chặn luôn. Yeah. Đúng không? Tin nhắn anh biết mà, tin nhắn Zalo đúng không? Thì bây giờ về làm đơn đàng hoàng về ký gì vậy đi, bây giờ là cho đừng nói chung là không muốn đừng có ai dính líu ai gì hết. Dính líu ai hết trơn á, bây giờ quan trọng là giờ về đi không ai mà bắt buộc ở nữa, không ai bắt buộc chân, không ai ép hết trơn. Nhưng mà anh thấy là đôi khi là vợ em lại bị người ta dụ, người ta lừa đi đâu, bây giờ thì mình tìm cách mình cứu về để ở tiếp thôi. Dạ. Yeah. Thì bây được giờ không? Em cũng sợ vậy đó. Ừ. Thế thì cho về ở tiếp. Được không? Dạ. Yeah. Sao? Cho về ở tiếp chứ sao phải bỏ. Bỏ uổng, yêu nhau 5-7 năm mà mới ở mấy tháng làm sao mà uổng lắm. Tại yêu nhau 3 tháng là cũng tới đám cưới được, yêu nhau 5-7 năm đến đám cưới cũng thôi được mà. Ê, nhưng bỏ là có tiếc không? Nếu còn thương thì ở lại, dạ. Còn không thương thì không thôi chia tay. Bỏ không tiếc hả? Thế để cho anh vậy, anh đi kiếm về là anh em ở đây là làm mai làm mối ở đây có nhiều anh em chưa bỏ. Được không? Dạ. Em có tiếc không? Không à, không tiếc. Đến lúc phải tiếp đây. Dứt khoát là mình dứt khoát chứ mình không có mà. Nhưng mà dứt khoát cái một đó nè. Dứt khoát là dứt khoát. Thế lúc trước yêu là có bao giờ em hai vợ hai người nói chuyện nhau là anh chị chia tay em không? Lúc yêu á, lúc không, giận nhau á. Không có suy nghĩ tới gì. À. Mà sao giờ nhanh vậy? Lúc này nó nói chung là hay là mình có mối khác rồi. Nó không hợp. Không hợp à? Không hợp. Anh hỏi lại, từ khi cưới nhau đến giờ phút này hai vợ chồng là tối có ngủ chung không? Có, đêm nào ngủ chung nha. Ngủ chung nhưng mà mình thấy cái tình cảm của vợ dành cho mình có không? Có. Sao thế, sao mà mình không yêu nữa mà vợ đôi khi giận cái gì sao? Tại mình thấy nó cái cách sống mọi người nó khác rồi không có hợp. Thế lúc trước mình chưa sống thử à? Yêu nhau 5-7 năm mà dạ, không sống thử à? Chưa. Ôi giời ơi, này lẽ ra em phải sống thử. Lúc trước thì yêu xa nhiều. À, lâu lâu gặp nhau lần hả? Dạ. Ồ. Ê, khổ nhỉ. Này, thật sự là anh thấy là anh thấy em là rất hiền á. Dạ. Anh chưa biết là em hiền thật hay không. Mà mình nhìn con người ta nhìn bên ngoài chưa được đánh giá điều gì. Dạ. Đúng không? Vợ em anh nhìn thấy cũng rất xinh gái, dễ thương. Nhưng mà thực sự là bên ngoài có... Cái này cũng như nó nghe tác động người ngoài. Nó đi thôi. Theo em ấy, em có nghi ngờ là vợ em quen người đàn ông khác? Không, không có người đàn ông nữa. Không có người nào nữa hả? Không có người đàn ông nào mà lại chia tay? Tại vì cái cách sống nó mỗi người mỗi khác, nó không hợp nó rồi. Anh là nghi là có vấn đề gì sai sai rồi. Thế vợ hay là vợ em lại không thích đàn ông mà thích con gái? Hả? Em không biết. Bà xui ra kia cười quá trời kìa. Một bà thì giàu, một bà thì cười. Khổ lắm. Bây giờ anh nói cho em nghe này. Yeah. Sinh ra ấy, là cha mẹ nào cũng mong muốn cho con được trưởng thành và được xinh đẹp và dễ thương và đặc biệt lấy vợ lấy chồng mong cho con được hạnh phúc và con có cháu đúng không? Yeah. Nhưng mà anh thấy tình trạng này là vợ em là có thể là không muốn có con. Yeah. Anh nghi như vậy á. Không, nó trước nó cũng nói muốn có con mà tại nó bệnh phụ nữ. Nó bị bệnh nan cũng đang đi trị á. Cái đấy thì không có gì đơn, cái đấy rất đơn giản. Thì nó cứ nói là rồi đang uống thuốc. Bệnh. Cái đấy không có gì khó, đơn giản mà. Nó hết thuốc rồi đi hết rồi thuốc rồi mấy ấy rồi lúc này sao nó này, nói như vậy đó. Nói chung là nó cái vấn đề thì nó hay chồng thì nó hơi bị nó thường né tránh đó thì không, nó không phải thường né tránh đi. Cũng như là nó cọc nói chuyện hay là cọc nói chuyện anh hỏi thẳng luôn này. Bây giờ có bảo mẹ vợ với mẹ trời mẹ em ấy, anh nói thẳng luôn. Bởi đây toàn người lớn tuổi đấy chứ không phải lên 5 lên 3 đó. Yeah.
Từ hôm cưới nhà là hai vợ chồng mình có đạp mái không? Có anh. Đều đều không? Anh nói thẳng luôn đấy. Nói chung là cũng đều đều. Đều đều nhưng mà vợ có đồng ý không? Có. Vợ có khó chịu không? Không. Vợ tự nguyện hay là mình ép buộc? Nói chung là mình chủ động, mình đàn ông mình phải chủ động. Không, anh biết nhưng mà vợ có muốn không? Vợ có mong muốn không hay là vợ? Dạ, muốn. Em nói thật không? Dạ, thật. Anh nghi nghi là sai sai. Đấy à. Cũng được, chịu với nhau. Không chịu thì đồng ý là lúc đè ra, để bật ra là phải chịu. Lúc bật ra thì phải chịu thôi. Anh nói thẳng như vậy á. Nó hơi thô nhưng mà thật. Bởi vì ở đây mình không phải nói chuyện tục tiễu. Mình không có nói chuyện là bậy bạ tục tiễu. Nhưng đó là cái câu chuyện đó là thật. Bởi sống với nhau mà không có tình cảm mà đêm ngủ mà mỗi người một nơi thì đâu có hạnh phúc. Đúng không? Ai cũng vậy thôi. Nhiều vợ chồng là sống với nhau nhưng mà tối ngủ ấy, là mỗi người một nơi. Hoặc mỗi người bấm cái điện thoại. Mạnh người nào lăn quay là ngủ. Còn có ông nửa đêm ấy mò sờ vợ ấy, anh ấy thật luôn, vợ xúc cho một cái một mai cấp cứu luôn. Đó. Anh nói chuyện là nghiêm túc ấy, nhớ đó là thật ấy. Nhưng mà vì vậy anh muốn hỏi em là cái câu chuyện này nó diễn ra là đều đều đúng không? Nên vậy cũng chúc mừng em, dù chúc mừng em là đã thành công tốt đẹp. Nhưng mà lại tại sao mà mình đứt đoạn vợ mới đi có mấy ngày mà mình đứt đoạn vậy? Tại nói chung là cái xung đột. Vậy em đang biết cái điểm yếu gì đúng không? Là cỡ tháng mấy này thấy nó về vợ chồng nó nói chuyện một hai câu cái này kia rồi đi chỗ này chỗ kia rồi nó cũng khó chịu. Mình cũng bực bội, mình đàn ông mà mình làm cũng có tiền. Nhưng mà đi đâu cũng nó cũng hơi bực bội, mình cũng không thích. Quá rồi bắt đầu. Nói chung là vợ đi đâu đi, nhiều khi mình hỏi là vợ không muốn trả lời chẳng hạn. Dạ. Yeah. Vậy là vợ em theo em biết là vợ em đang đi đâu? Yeah. Em không biết luôn. Không biết mà sao mình bỏ uổng lắm. Bây giờ không biết nó đi đâu. Dạ, không biết kìa. Ừ, rồi. Nhưng mà anh nghi nghi rồi. Anh nghi nghi đấy. Mà anh nghi là đúng. Nhưng mà ở đây là gia đình không nói ra thì anh không thể nói được. Anh nghi nghi. Nhưng mà thôi, bây giờ là đó là quyền quyết định của gia đình mình. Mà đặc biệt là do em. Dạ. Đôi khi vợ em xin em tha nhưng mà em không tha, hoặc em không mong muốn thì đến ai ép được. Bởi vì tụi em là trưởng thành hết là hai mấy ba mươi rồi. Đâu phải đến năm đến ba đâu. Tuổi này mình quyết định cho nó chững chạc chứ mình không có ấy được. Vậy là bây giờ mình lại chuẩn bị lấy người khác. Dạ. Ôi giời ơi, có mối nào chưa anh lại làm mai cho? Mấy cô lại bỏ chồng cái tình trạng là anh lại làm mai cho? Thì đôi khi là mình không hợp với người nào mình hợp với kia. Mới cứ rồi cũng vài năm nữa anh ơi. Thôi vài năm nữa thì già lắm, nay mai là cha già con cọc đeo kính cận rửa đít cho con là phiền lắm. Cứ luôn được không? Anh làm mai cho. Được ạ. Hả? Được không? Em trai này cũng vui vẻ dễ thương mà không biết là sao là vợ lại có suy nghĩ cho nó lệch lạc vậy em biết đó. Rồi bây giờ con mời cô bên ngoài là cô là mẹ của em gái này. Bây giờ thực sự là em trai này mong muốn là với gia đình bên thông gia là bây giờ thôi mọi chuyện đã lỡ rồi. Nhưng mà ai cũng mong muốn là bây giờ về ký giấy ly hôn. Cô nghe cái này cũng có buồn không? Buồn. Mới cưới con ngày nào tưởng con sống được hạnh phúc bên chồng và bên gia đình đúng không? Muốn có con có cháu đúng không? Đặc biệt là cô cũng không có nhiều con mà cũng phải là rất hiếm muộn được ít con đúng không? Chứ đâu phải được 5-7 người con đâu. Phải không ạ? Mà đến giờ phút này biết được cái tin gọi là như xét đánh này thực sự là rất buồn. Mới cưới được vài hôm mà. Chưa được bao nhiêu. Hai bên xui ra thậm chí còn chưa có cơ hội được gặp để nói chuyện với nhau nhiều để giải bày tâm tư nguyện vọng và tình cảm đúng không? Thậm chí là hai bà sống gần nhau còn chưa hiểu nhiều về nhau đâu. Bởi vì nhiều câu chuyện tế nhị đúng không ạ? Chưa có thể chia sẻ cho nhau được. Bởi vì hai con cũng mới ở với nhau thôi, cũng chưa được lâu. Cho nên để cái quá trình mà hai gia đình để hòa hợp được nhau thì cũng chưa có. Buồn ha. Rất tội. Duy nhất chỉ có một người con thôi. Nếu không gì thay đổi là một thời gian nữa là sinh con sinh cháu rồi là có cháu ngoại rồi. Là hai bà là bà ôm một chút là tôi ôm một chút đúng không? Hai bà là ôm cháu, chia ca chẳng hạn. Bà ôm ban ngày tôi ôm ban đêm, trông cháu thì vui vẻ không? Phải không ạ? Ai cũng mong muốn như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ đấy câu chuyện này hiện nay nó xảy ra là nó không thể hiện được rồi. Bây giờ thì thôi mình buồn thì chắc chắn là phải buồn rồi. Đó. Nhiều khi là cười vậy thôi. Nhưng mà thực sự là trong lòng rất khổ đau. Phải không? Anh biết được là không ai mong muốn là mình như vậy. Phải không? Nhưng mà quá bất ngờ đúng không em? Yeah. Mà sao trước anh đang đặt ra rất nhiều cái nghi vấn này. Em yêu lâu như vậy mà sao em không biết rõ về cô ta? Cũng biết anh, nhưng mà thời gian sau lúc cưới nó
Nói chung là đi làm thì nó cũng ít biết, tại vì không có, nói chung là hỏi nhiều cái nó cũng không nói. Mình phải tìm bằng được chứ. Mình ở đó mình tìm bằng được. Ở đó thì yêu xa, nói chung hồi đó yêu xa, rồi từ hồi lên trên đây ở nè. Mới biết. Là mới biết. Nó vậy. Thôi coi như hôm Tết giờ là mới biết chứ hồi nhưng mà đó. Trước đây anh thôi. Hỏi này, em yêu 575 không lẽ là không có dịp nào em đi chơi với nhau 2 3 ngày? Có đi hoài, đi thường xuyên. Mà không biết gì luôn, không hiểu gì về nhau luôn. Có thì chơi đi chơi 2 3 ngày. Không? Thì cũng biết cũng phát nhưng mà đôi khi là vẫn nghĩ là có thể là thay đổi được đúng không? Yeah. Vẫn nghĩ là có thể là thay đổi hoặc khắc phục được những vấn đề khác. Yeah. Đúng không? Thì hôm đó nó cũng đi mua đồ quần áo cho thằng này, mình cũng mừng rồi, thì nó đi sắm đồ cho chồng nó, đi sắm giày đặng đi làm, cũng mua áo đồ mặc cho má đồ kia với quê đồ đem lên nhiều mất công. Nó nói vậy. Rồi cũng la gầy vợ chồng con ơi cái gì ngọt ngào với nhau. Nói coi kia con cũng ráng đi rồi đặng đẻ đứa, để lớn tuổi rồi, nó nói thì năm nay con đẻ thì nó cũng đồng ý. Thì mới đây xuất phát mới đây rồi khoảng một tháng nay đó thì giờ nó mới nói là mới hiểu chứ đâu có biết, hai đứa ngủ chung không mà mình cũng không biết có ngồi chung mà không biết có làm gì không ấy. Nhiều khi ngồi chung là không ngồi ngồi chung mà không đạp mái thì thua luôn, nó không nói gì cho mình đâu có biết. Ê, khổ. Thế là khổ rồi. Cho nó trở về đi rồi nếu ý muốn của con muốn. Anh thấy em là cũng mập mạp. Anh thấy em mập mạp cho nên anh nghĩ là không biết em có đạp máy không. Em thấy mà nhưng mà nói chuyện là nó không có ai. Còn bây giờ này. Bây giờ hiện nay là em vợ em bỏ đi rồi. Anh chưa có quan tâm là lý do gì hết. Biết thì anh biết nhưng mà anh chưa quan tâm. Bây giờ anh chỉ hỏi em một câu thôi. Nếu vợ em quay trở về mà hứa với em sẽ sống tốt và sẽ thay đổi toàn bộ ngoạn mục, em có đồng ý là tha thứ cho vợ không? Cương quyết luôn. Nhưng mà liệu có hối hận không? Tiếc không? Mình còn trẻ, mình còn kiếm tiền được, mình sẽ cứ giờ được. Anh biết. Nhưng đôi khi là nếu như em không tha thứ cho vợ mà vợ em vô tình mà yêu một người nào đó lại cùng xóm em luôn. Yeah. Sau này người ta sống mà hạnh phúc hơn những em được tưởng tượng. Yeah. Chắc chắn là đến lúc em buồn nhiều hơn nhiều. Không bình thường á. Tiếc không? Không. Không tiếc. Ok. Rồi cô là mẹ chồng. Hiện nay cái cuộc trò chuyện này cũng tương đối dài. Nhưng mà để mà hiểu hết thì có thể là chưa hiểu hết nhau được. Chưa. Nhưng đây là một cái cơ hội cuối cùng để hai bà thông gia có thể có cơ hội được trò chuyện và giải bày tâm tư nguyện vọng của mình trên video này. Cũng như là hai bà để hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là sau này ấy, mình nó thật là gần hàng xóm thật. Nhưng mà ai cũng mãi mất bỏ công mà ai cũng phải để đi làm ăn. Đôi khi mỗi người một tỉnh. Đôi khi Tết về thì cũng có thể là không nói chuyện được, không có cơ hội để cùng trò chuyện với nhau. Không phải là mình giận nhau hay mình ghét nhau. Ở đây nhưng mà ai cũng phải vì cơm áo gạo tiền. Bởi vì các cô là dù gì cũng tương đối lớn tuổi nhưng mà chưa phải là già. Đúng không ạ? Chưa phải là 78, 90. Vì vậy nên là ai cũng phải mong muốn là mình còn sức mà. Để có thể là đóng góp cho gia đình hoặc có thể là kiếm thêm thu nhập. Vì vậy không có thể có thời gian để nói chuyện với nhau. Đây là cái cơ hội thì có thể là hai cô và cô bên này. Cô mẹ chồng. Và mẹ vợ, còn hai bà Suja. Thiệt, chứ dạ. Thương nó dữ lắm đó. Đấy, có thể hai bà có thể nói chuyện với nhau đi. Cho được thoải mái. Đó, hai bà cứ tâm sự bình thường. Không, mà tôi cũng tội nghiệp cho chị Su, tôi có một đứa mà nó làm vậy thì bà nó quá thất vọng. Nó cắt thì cắt, chứ trong ruột đau lắm chứ. Bữa nói là đi bầu bàn gì làm, thì điện giờ không được luôn. Giờ về mình ký giấy ly dị không có gì chân đó gì. Bây đâu giờ yêu cầu mà nó không về dám ký ly dị rồi xong hả, chứ giờ tôi không yêu cầu ký gì ly dị là ra tòa mình ký ly dị bây cái giờ gì ra đó. Tòa mà trả ly dị lại cho tòa rồi xong chứ có gì đâu mà sợ. Về đây ký ký chứ giờ không ai yêu bắt cầu mà, không ai bắt buộc nó đâu. Bây giờ yêu cầu nó ký về nó ký ly dị đi mà làm cho nó ở đây gì ta dễ làm ăn đấy, đấy hai bà xui ra đi. Hai bà xui ra nói chuyện đi đấy, hai bà tự nói chuyện với nhau. Nó thì giờ do con thôi chứ người lớn thì không phải mà muốn cái gì chứ. Người lớn giờ tương giờ ý thì... nó không muốn ở nữa thì nó về nó ly dị chồng nó tặng cho người ta đi làm ăn cứ gì đó. Đúng rồi. Rồi mà nay nó lo có chồng có làm ăn lớn tuổi hết rồi. Chứ cũng giờ nó về cũng không bắt nó không làm gì chứ. Cứ việc yên tâm, nếu nó con có coi cái clip này. Con đi về đi. Con nói chồng con đi thôi. Con cũng đi đâu thì đi, mẹ không có bắt con nữa. Khổ, quá khổ. Quá tội.
nói chung là chẳng ngon. Này thì con quay trở về liền đi, đó rồi kia với ly gì với chồng con. Còn con nếu con không còn thương cha mẹ thì con cứ việc đi theo ý nguyện của con, mẹ không có ép gì nữa. À, mẹ đau một lần này là hết rồi con ơi, không còn nữa đâu. Đúng là không không yêu thì bảo không yêu đúng không? Phải không em? Đó, yêu nhau 5-7 năm mà vẫn chưa hiểu nhau. Yeah. Đó. Con làm gì khổ cha khổ mẹ chứ lắm luôn. Hát yêu mà hát. Khổ. Quá khổ. Cũng năng niu lắm chứ mà nhiều lúc mà thấy nó mà quá thì mình cũng hết 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 cảm giác từ từ. Bây giờ hết luôn. Bởi vì nói chung là em cũng biết từ hôm cưới đúng không? Yeah. Biết nhiều cái về vợ, nhiều cái từ hôm cưới, bởi vì có thời gian để tiếp xúc và để mình sống gần nhau á. Sống gần mới biết. Không khó. Thôi cái câu chuyện mà thực sự đây là một cái câu chuyện tế nhị. Em ạ, à, hai bên đều là thông gia, đều là cùng quê và đều là cùng biết nhau. Vì vậy bây giờ là hai bên tự quyết định, em và vợ của em, hai bên nếu thực sự không còn tình cảm và đường ai lấy đi thì muốn... thì cái điều đó là không có gì khó. Lúc đầu em cũng có nói là ly dị mà mẹ vợ la để từ từ. Tại vì ly dị hai đứa nó thoải mái hơn chứ giờ còn cái giấy kết hôn thì nó ràng buộc lắm. Đúng rồi. Nhưng mà nếu ly dị ra thì đường ai nên đi. Dạ. Ừ. Có ai sống. Có thể là ví dụ một ngày lễ Tết chẳng hạn là em vẫn có cô, em vẫn có thể là sang thăm gia đình vợ bình thường. Dạ bình thường. Có chuyện bình thường. Dạ. Mình ngoài ra là chưa nói là mẹ vợ mà đó là hàng xóm mình đã thăm nhau rồi. Dạ. Đúng không? Mà đây là đặc biệt hàng xóm. Yeah. Hy vọng là hai gia đình sau này vẫn có sống tốt với nhau. Chuyện gì nó đến thì nó đến, mà chuyện gì nó đi em ạ. Sau cơn mưa trời lại sáng, chuyện buồn thì buồn thì cũng sẽ buồn rồi. Đó. Theo qua thôi, chứ rồi. Qua theo được. Rồi hôm nay gia đình mình ý, về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ em. Mục đích chính là về ký đơn ly hôn. Hôm nay gia đình mình có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương để chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm được thông tin chính thức vợ em không? Đồng ý ha. Dạ kính thưa cô chú chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Đây tiếp tục là một người vợ phải là vô cùng rất trẻ, có thể là yêu nhau 5-7 năm nhưng mà chưa hiểu được về nhau. Đó là cái chuyện đương nhiên bình thường. Đôi khi vợ chồng sống với nhau 2-3-40 năm còn chưa hiểu hết về nhau. Vì vậy cho nên một cái cuộc tình đó thì khi nó rất dài nhưng mà chưa hiểu về nhau nó là cái chuyện bình thường. Hy vọng là các cô chú chị nếu ai phát hiện thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương để các anh em sớm giúp em gái này quay trở về để cùng ký đơn ly hôn. Bởi vì hiện nay là gia đình cũng không muốn ràng buộc, bởi vì em gái này đã quyết định bỏ nhà ra đi. Gia đình hiện nay để tha thứ thì cũng rất khó. Nhưng mà buồn thì đồng ý là ai cũng buồn. Thôi cuối video cho phép Công Trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.